thị trường bánh trung thu thực sự sửng sốt khi khách sạn Hà Nội Golden Lake đi vào hoạt động. Chỉ vỏn vẹn sau 2 năm tới mùa trăng rằm năm nay, Hà Nội Golden Lake cho ra hai phiên bản hộp 4 bánh và 6 bánh trung thu rát vàng hào hạng. Vài năm gần đây, đồ ăn rát vàng đã tạo nên cơn sốt và nhanh chóng trở thành trào lưu. Với đủ các loại thực phẩm rát vàng như kem rát vàng, thịt sông khói rát vàng, trà sữa rác bột vàng. Điều này không ngoại lệ với thị trường bánh trung thu. Trên thực tế, bánh trung thu rát vàng không phải quá mới độ hấp dẫn của hộp bánh nằm ở cảm giác thượng lưu và độ đẳng cấp khi sở hữu. Sự tinh tế sang trọng mới là điều thu hút người tiêu dùng. Theo ghi nhận ở thị trường Việt Nam vào năm 2017, 5000 hộp bánh Trung thu rát vàng 24K nhập khẩu được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Các cửa hàng thậm chí còn phải nhập thêm hàng nghìn chiếc để kịp phục vụ người tiêu dùng trong ngày rằm tháng 8. Trong hộp bánh Trung thu của mình, Hà Nội Golden Lake đã chú trọng vào thành phần khác. Đó là sự kết hợp vô cùng tinh tế, nhã nhặn và kỳ diệu giữa hạt sen và vàng 10 nhâm nhi tách trà cùng bánh trung thu rát vàng là một cảm giác khác lạ mà chỉ khi thưởng thức mới cảm nhận được. Ở Việt Nam, cũng không hiếm những thương hiệu bánh trung thu dành cho giới đại gia. Với giá khủng không kém và được trào hàng ngay từ đầu mùa. Giờ đây bánh trung thu cho giới siêu giàu đã được chế tác đến từ một khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội. Vào năm 2020, khách sạn Hà Nội Golden Lake đã khiến thị trường bánh trung thu trao đảo. Với giá bán hộp bánh trung thu rát vàng giá chỉ từ 1 triệu đồng. Bánh trung thu khách sạn Hà Nội Golden Lake được giới nhà giàu rất quan tâm. Sản phẩm gồm một hộp 4 bánh và 6 bánh nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn. Hộp bánh còn được thiết kế đi kèm một chai rượu vàng hoặc một chai rượu mạnh để thêm phần sang trọng. Năm nay, hộp bánh Trung thu được thiết kế tinh túy hơn nhưng mức giá cao nhất cũng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu Hà Nội Golden Lake không đến từ độ hiếm của nguyên liệu. Chất lượng nằm ở sự tỉ mẩn trong lựa chọn thành phần làm nhân bánh. Mặc dù hầu hết đều là những nguyên liệu gần gũi, nhưng lại đạt độ sắc sảo trong tinh chế và thượng hạng khi thưởng thức. Mặt khác, sự đầu tư trong khâu chế biến hoàn toàn thủ công bởi các đầu bếp nổi tiếng. Các đầu bếp đến từ Hồng Kông đầy kinh nghiệm càng tôn thêm sự đẳng cấp cho mỗi chiếc bánh. Dù với mức giá không rẻ nhưng đã đáp ứng được tiêu chí sang trọng và độc đáo. Sức tiêu thụ dòng bánh trung thu cao cấp của Hà Nội Golden Lake được đánh giá tốt. Ngày Tết Trung thu đang đến gần, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn khởi động. Các dòng bánh trung thu từ bình dân đến cao cấp đã đồng loạt ra mắt. Nếu bạn chưa tìm được mẫu bánh trung thu hạng sang nào ưng ý thì hãy thử ghé qua mẫu bánh này. Bánh trung thu khách sạn Hà Nội Golden Lake điện thoại 0966 120 507 chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.